Chào các bạn, mình đã đến đồn biên phòng Trường Sơn. Đây có lẽ là xã Trường Xuân, thuộc xã Trường Xuân, không rõ lắm vì mình cũng chưa vào đây bao giờ cả. Lúc nãy thì để đi lên đỉnh Pha Luông thì mình có hẹn với một cái anh người Mông là anh Sùng Bá Vạng. Vào đến đây thì nó mất sóng GPS nên là cũng không định vị được nữa. Để điện cho anh Sùng Bá Vạng xem từ đồn lên còn bao nhiêu nhé. Để cài đặt bài hát làm nhạc chờ, bấm 10 áp dụng cho thuê bao di động. Alo ạ. À bạn à. Tao vào đến chỗ Trường Xuân cách 2 km chỗ đồn biên phòng này. Nó bị mất định vị rồi nên là không có tìm được à. À 2 km đó thì anh cứ vào Trường Sơn hay xã Trường Sơn ấy. Vào xã Trường Sơn anh đi qua tiểu khu 7. Qua tiểu khu 7 là bán đầu độc, tiểu khu 8 là có ngắm ba dĩa và tay phải vào phát luôn đấy. À bây giờ tao vào còn mấy cây nữa nhở? Vào chỗ Trường Sơn ấy và chỗ tiểu khu 7 là hơn gần 2 cây. À tao đang ở cây xăng Trường Xuân này. À cây xăng Trường Sơn à, cây xăng Trường Sơn thì vào chỗ đây và qua tiểu khu 7 là và đầu tiểu khu 8 là dĩa phát luôn. Cứ đi thẳng đúng không? Cứ đi thẳng. Thế để chiều vào tao ở nhà mày nhá. 7 người à, 4 người lớn, 2 trẻ con. À 7 người 2 chị con à? Tối tao ăn cơm ở đấy với uống rượu với mày nhá. Ăn cơm đấy à? Thế là có ăn uống gì không anh? À để cứ để giờ vào đến đấy thì anh em ta xem có cái gì chiều ta bảo nhá. Chứ tao có mang gì đâu. À, anh không mang gì chứ là ăn uống trên đây, ăn uống trên nhà ăn trên này luôn chứ. Thì tao nhờ mày nấu, tao trả tiền mà. Rồi. Với lại hỏi cho tao luôn cả mai có người dẫn tao đi với nhá. Có người dẫn. Rồi, ok. Rồi. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh Sản vật vùng cao. Chào mừng các bạn đã đến với tập 3 của series video đi review, đi tìm những địa danh trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Trong câu thơ dốc lên khúc khỉu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng ngửi trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mơ xa khơi. Thì ở tập 3 này mình sẽ review, dành nguyên thời lượng của cả cái tập 3 để review mình cái địa danh Pha Luông. Với lý do là mình đã lên Mộc Châu này rất là nhiều lần, nhưng mà riêng cái ở cái tập 3 này nó rất là khó khăn và vất vả. Do cái địa hình của khu vực đỉnh Pha Luông nó rất là cao và nằm trong một cái bản rất là xa, cho nên là nếu mà thời tiết không thuận lợi, không ủng hộ thì không thể nào mà để lên mà review được. Thì hôm nay thì cũng rất là may là mình vào đến đây thì trời vẫn đang còn nắng ráo. Tối nay sẽ ở lại nhà của dân bản và sáng mai thì sẽ thuê người để dẫn lên trên đỉnh Pha Luông. Mời tất cả các bạn cùng đồng hành với đoàn chúng mình nào. Let's go! Cái bản Pha Luông thì nó nằm ở bên trên kia nhá. Rất may là hôm nay trời cũng sáng thì mưa, nhưng mà chiều thì trưa thì có một chút nắng nên là nó cũng khô, chắc là cũng dễ. Bây giờ chúng tôi phải đi lên trên cuối của bản Pha Luông, giáp với chỗ chốt biên phòng và nghỉ lại trên đấy, và sáng mai thì mới bắt đầu đi bộ lên đỉnh Pha Luông nhá. Mời các bạn trải nghiệm cái cung đường vào bản Pha Luông. Bản Pha Luông là bản nằm trong cùng bản cuối cùng của xã. Nó nằm ở độ cao khoảng bình quân khoảng 1.500 m. Trong bản này thì khí hậu ôn hòa quanh năm, nhiệt độ bình quân là nó nằm khoảng 17 độ C. Wow, bậc thang rất là nhiều các bạn ạ, nhưng mà không được nhìn thấy lúa vàng, rất là đẹp. Đây. Lên đến nãy giờ mà chưa biết nhà A Vạng là nhà nào. Ai là A Vạng? A Vạng đây hả? Ăn ở đâu? Ăn nhà này. Ăn nhà này. Không là thích ngủ đây, ngủ bên này ngủ. Rồi. Có cái gì vui vui tối, có trò gì vui vui không? Có, không có gì cho cái luôn ra trong tối ăn hấp. Tới này ta có món gì không? Có gà mông xe phải không? Gà mông giỏi, gà mông anh em nướng với để ăn luộc với để ăn. Nhưng mà có ô thôi chết rồi, không cầm bình rượu rồi. Rượu nhà em có rượu ngon rồi. Có không? Có rượu ngon. Có rượu ngon. Đây, tối nay chúng tôi sẽ ở đây, đây là nhà anh Vạng, A Vạng. Ngủ bên đây hoặc là bên đây. Đấy, hai nhà. Đấy. Hai nhà. À, đứng đây vẫn nhìn thấy được cái đỉnh Pha Luông nhỉ? Vẫn nhìn thấy ở trên này. Ở dưới ở chú em này thế nhưng mà ở lên trạng là thế. Buồn quá các bạn ạ. Đây là lần thứ ba mình vào Pha Luông. Khi đi thì thời tiết rất là nắng ráo, nhưng mà bây giờ vào đến đây thì ngủ dậy sáng mai ra đang định đi thì lại mưa. Đấy, mưa từ 4 giờ đêm. Các bạn nhìn sương nó đã xả xuống thấp lắm rồi. Sẽ ở đây chờ, nếu mà trưa nay mà nó tạnh ráo thì chiều sẽ đi. Mày lắp mất đỉnh Pha Luông rồi, không nhìn thấy được nữa. Trên kia thì nó trắng xóa hết cả các bạn. Nếu bây giờ lên đỉnh Pha Luông thì có lẽ là trắng xóa, không quay thấy cái gì cả. Nhưng mà mình sẽ vẫn quyết định chờ để chiều nay nếu mà ngớt mưa thì vẫn tiếp tục lên đỉnh Pha Luông. Có vẻ không ổn chút nào các bạn. Đất nhão nhét hết cả ra rồi. Thực sự là rất đẹp. Hôm qua mình vào buổi trưa nên là không có sương mấy. Bây giờ tỉnh dậy vào buổi sáng sương trắng xóa hết cả các bạn. Những cái bản làng ở dưới thung kia mây nó xả xuống đặc tí luôn, xả hết cả xuống dưới thung. Rất là đẹp. Bên này góc này cũng vậy. Trên kia là hướng của đỉnh Pha Luông. Một hộ dân này nằm bên cạnh luôn một cái bãi đá. Bên dưới là một cái thung. Dưới thung kia cũng là một cái bản nhé. Cái đường mà hôm qua mình đi vào chính là đường ở dưới thung đấy. Nó ngoằn ngoèo nó đi lên trên này. Đây là những hộ cuối cùng trong bản Pha Luông. Chào các bạn. Bây giờ là 12 giờ. Trời thì vẫn còn mưa, nhưng mà tôi vẫn quyết định phải đi. Mới leo được một nửa bản các bạn ạ, mà đã thấy mệt lắm rồi. Khá là mệt bởi vì rất là dốc. Đây là toàn cảnh từ trên cao của cái bản Pha Luông. Bản Pha Luông thì tôi cứ nghĩ là chỉ ở dưới cái thung kia, nhưng mà nó nằm rải rác nhé. Gần như là lên đến, theo tôi quan sát có lẽ là lên đến sát cái chân của cái dông Pha Luông. Sát luôn, người Mông thì ở rất là cao. Bên dưới đây là bản Pha Luông các bạn nhé. Tôi cũng không biết hết được các thông tin về bản Pha Luông. Nay được đồng hành với chúng ta thì có anh A Vạng sẽ dẫn chúng ta đi, và ta sẽ hỏi anh một chút về cái bản Pha Luông này. Đấy, những cái hộ mà ở trên đỉnh đồi bên kia thì có phải thuộc bản Pha Luông không? Phải thuộc bản Pha Luông mình rồi, đấy là bản Suối Thiến rồi. Bản đấy là bản gì? Bản Suối Thiến. Bản Suối Khế. Suối Thiến. Suối Thiến. Ừ, bản Suối Thiến. Thế thì những cái hộ mà ở trên này mà không đi được xe máy những ngày mưa này thì người ta sinh hoạt như thế nào nhỉ? Ví dụ như ở trên này như đi chợ đi búa hay là người ta lương thực phẩm thì tự cung tự cấp à? Tự cung tự cấp. Đấy, có nhà thì cũng theo không có. Thế thì hầu như cũng có khi cũng không cần đến tiền luôn những ngày mưa gió mà kéo dài. Đấy, không cần đến tiền. Bởi vì là người ta không ra bán ngoài được thì chắc là cũng chả mua bán được đúng không? Mua bán gì cái gì. Mà đồng tiền cũng chẳng kiếm đâu ra. Thế thì cái bản mình ở đây thì là có những cái tộc người nào anh Vạng nhỉ? Không phải tộc người, toàn tộc người Mông hết là 100% người Mông. 100% người Mông. Có tổng bao nhiêu hộ? Tổng là 112 hộ. Ở đây thì là cái đỉnh Pha Luông này là cái đỉnh cao nhất của Mộc Châu đúng không? Cao nhất Mộc Châu, hơn 2000 mét. Giới thiệu lại với các bạn thì cái đỉnh Pha Luông này là cái điểm mà cao nhất của người ta gọi là nóc nhà của Mộc Châu. Nó có độ cao là hơn 2000 mét. Thì chúng tôi leo mới đến đây là mới hết bản, có lẽ là được 1/3 đường cho anh. Chưa được 1/3. Chưa được 1/3 đường nhé. Rồi, ngồi đây nghỉ thì thông tin tới các bạn một chút. Rồi, chúng ta tiếp tục hành trình. Cái đám ruộng như đám ruộng bên kia là của bản khác hay bản mình? Như nhà bạn thì là làm ruộng chứ? Một năm có được mấy tạ thóc? Nhưng mà cơ bản thì cái bản trong này thì dân cũng vẫn còn nghèo đúng không? Cái thu nhập bình quân đầu người thì bản trong này vẫn chắc là tôi thấy là cũng nhiều hộ đang nghèo lắm các bạn ạ. Tuy nhiên thì tôi thấy là người ở đây thì 100% thì là người Mông. Mà người Mông thì ở trong bản này bây giờ người ta cũng rất là nhanh nhạy và cũng ý thức được cái thế mạnh của địa phương. Nên là người ta cũng rất là ham học hỏi, tôi là cũng rất bất ngờ. Thì là những người mà hôm qua mà chở tôi vào thì cũng rất nhiều người, người thì chở trông xe, người thì chở, người thì làm dịch vụ homestay rồi là dẫn khách. Đấy, tận dụng những cái thế mạnh của địa phương và đặc biệt là người ta rất ham học hỏi. Tức là chỉ thấy ai mà biết cái gì người ta hỏi. Dụ hôm qua là có mấy em thì hỏi tôi cái cách đưa vị trí lên Google, đi vị trí lên Google hoặc là gửi một cái vị trí nào đấy lên Google. Thì là người ta, bởi vì với những người mà đến đây chưa từng đến thì để tìm được vào cái bản này thì đường nó rất khó, mà sóng thì lại cũng yếu, cho nên là tiếng bản địa thì tiếng Mông thì không hiểu nên là nhiều khi hỏi thăm cũng rất khó. Bản thân tôi hôm qua vào đây cũng rất là khó khăn, nhưng mà hôm qua gặp các em chở tôi vào trong bản ấy, thì quay lại là người ta ngồi người ta bắt chuyện và người ta hỏi ngay về cách gửi tọa độ hoặc là gửi như nào hoặc đưa vị trí lên Google. Tức là người ta không biết thì người ta hỏi, người ta rất là ham hỏi cái việc đấy. Và tương lai thì tôi nhìn thấy một tương lai gần cái bản Pha Luông này chắc chắn sẽ rất là phát triển rực rỡ về du lịch. Và những hộ gia đình như nhà anh Vạng đây thì vài năm nữa chúng ta quay lại chắc là sẽ rất là khác. Những lúc mà đông nhất thì khoảng bao nhiêu người ở lại nhà anh Vàng? Em là có 3 nhà ở 90 người, 100 người. 3 nhà có lúc lên đến 100 người. Anh em nào khán giả của kênh Sản vật vùng cao xem thì ai mà đến Pha Luông nhá thì gọi cho anh Vạng. Anh này rất nhiệt tình, vừa dẫn khách vừa có dịch vụ homestay. Đấy, thì bạn nào quan tâm mà muốn du lịch khám phá vùng cao và bản Pha Luông thì gọi cho anh Vạn số điện thoại. Số điện thoại bao nhiêu anh Vạn nhỉ? 0971 307 521. Đây, các bạn nhìn những cái đỉnh mây rất là đẹp. Đỉnh kia thì hãy còn lâu lắm mới lên Pha Luông nhá. Trên này vẫn đang còn một hộ nữa ở trên đây các bạn ạ. Kinh khủng thật, người Mông người ta ở rất là cao. Và nếu như mà mưa gió thì những cái hộ như này tôi nghĩ là có lẽ người ta cũng không tiêu đến tiền, hầu như là tự cung tự cấp hết. Rồi, trở lại với cái chủ đề chính của nội dung video hôm nay là đi review cái địa danh Pha Luông. Thế thì trở lại với cái tên Pha Luông thì Pha Luông là một cái đỉnh Pha Luông có từ bao giờ thì tôi không rõ, nhưng ít nhất là có từ ngày binh đoàn T52 hành quân qua đây thì đã có nhà rồi, đúng không các bạn? Thì mới có cái câu nhà ai Pha Luông mới xa khơi. Thì để tôi hỏi anh Vạng xem là chính xác cái bản Pha Luông này có trước hay đỉnh Pha Luông có trước. Anh Vạng đây. À, bản có trước sau là mới phá được cái đỉnh Pha Luông. À, thế là bản vào đây trước rồi là mới đặt cái tên đỉnh Pha Luông theo tên bản. Chào chị. Ôi thế ở trên đây là tháng về dưới làng mấy lần? Về lấy thức ăn hả? Ở trên đây cả nhà. Đi nhá. Ôi những cái vỉa đá rất là đẹp các bạn kìa, cái núi đá kìa. Những núi đá bị lớp cắt đoạn tầng. Kia rồi, kia là cái đỉnh Pha Luông, nhưng mà ở đây đi lên đấy thì mới là 1/3 đường các bạn nhé. Đấy, cái đỉnh đá này các bạn nhìn này. Tôi zoom được cho các bạn xem. Đấy, cái mỏm nhô ra mà rất nhiều anh em YouTuber trước đây đã review đấy. Pha Luông đấy. Wow, quá đẹp các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy những cái đám xương nó bay này, nó hòa quyện đặc sát vào người mình rồi nhá. Và bây giờ là chúng tôi đang ở dưới, đang ở trên cả những đám mây. Lúc nãy thì cái đám mây dưới kia tôi đã quay cho các bạn xem, nhưng bây giờ thì đã ở trên rồi, nó trắng xóa hết cả rồi. Đây là mình đang ở trong giữa một cái đám mây. Mây nó đặc, nó bay, mình có thể tưởng tượng, mũi mình có thể cảm nhận được, tưởng tượng lấy tay sờ vào được. Đấy, bay sạt là sát mặt đất, trắng xóa hết cả rồi, quá là đẹp. Sự là quá phê các bạn ạ. Tôi không nghĩ là tôi mới leo được nửa đường mà nó mệt như thế này. Thì với người khác có lẽ rất vất vả. Bởi vì tôi làm 17 năm trong ngành kiểm lâm, cũng toàn ở vùng cao ở với đồng bào. Thậm chí là mới năm ngoái đây thôi, tôi cũng quản lý cho đến giáp cái đỉnh Pha Luông này này. Tôi làm ở bên Quan Hóa kia, giáp cái đỉnh Phà Phanh. Nếu một tí nữa nó không có mây á thì đứng bên đỉnh Pha Luông sẽ nhìn thấy đỉnh Pha Phanh ở bên Thanh Hóa. Thì để các bạn biết rằng là tôi leo rừng rất tốt, nhưng mà hôm nay mới được nửa đường mà mệt thật sự. Với lý do là so với những cái đoàn khác thì người ta đi xe máy đỡ được 3 cây. Nhưng hôm nay trời mưa là chúng tôi phải đi bộ hoàn toàn. Cực kỳ mệt. Ôi trên này cũng có một đoàn leo à? Đường còn 1/4 đường nữa tớ bỏ cuộc. Sao lại lên đến đây rồi còn bỏ cuộc? Đến đây được một nửa chưa? Chưa. Một nửa rồi. Thì lỡ lên đến đây rồi lại còn quay lại à? Nhưng mà lên đấy nó dốc nó trơn lắm. Thế bọn em leo từ buổi sáng từ lúc mưa à? Tạnh mưa mình leo. Tạnh mưa mới leo. Leo từ mấy giờ? Bọn em leo từ lúc 10 giờ. À. Không đến nơi. Ô lên không đến nơi thì tự nhiên là phí công lên đến đây à? Ừ, nhưng mà khi chính là không còn sức, em sợ tí em không có sức để em xuống ấy. Xuống trên lan. Ôi, tí không có sức xuống được. Sao đây không có sức? Đá lên rồi thì xuống được. Xuống dễ hơn. Xuống dễ hơn. Lên mới mệt. Ồ, đoàn dẫn đâu? Sao lại có 2 bố con? À, đi thăm chợ rừng á hả? À, thế bây giờ lên trên đấy còn xa nữa không? Bây giờ đi mất khoảng tiếng. Một tiếng nữa. Ừ. Nhìn thấy cái đỉnh như thế mà đi xa nhỉ? Bé này leo giỏi thế này. Mấy tuổi rồi con? Hả? Đây. Từng cái gậy này, gậy bí. Mấy tuổi rồi? Bé này á. Cũng leo giỏi nhờ. 11 tuổi. Ừ. Hòn đá đẹp quá các bạn ạ. Đá này mà đem được về nhà mà làm chỗ ngồi uống nước dưới đây nhờ. Ngủ thì mát lắm. Quá mát. À, bạn học được hết lớp mấy? Em không học tí nào luôn. Không học tí nào? Ừ. Thế các bạn có bao giờ nghe đến cái bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng không? Thơ Tây Tiến giống đấy. Ừ. Em không đi thấy. Tức là có được đọc thấy hay là nghe ai nói chuyện không? Có rồi. Ừ. Có rồi. Có nhiều. Ngày xưa có đoàn quân gọi là đoàn binh đoàn 52 gọi là binh đoàn Tây Tiến. Nó có đi qua đây để đi sang Lào. Lúc đó hoạt động cách mạng thời chống Pháp. Đấy. Và đánh hoạt động cách mạng bên Lào xong lại bên Hủa Phăn xong rồi đi vòng đường đấy đi xuống để đánh Úc. Đánh Úc trận Điện Biên đấy nhỉ? Điện Biên. Đó. Đi từ Mường Lát đi sang. Đúng rồi đấy. Cho nên là trong cái bài thơ đấy là có cái đoạn là dốc lên khúc khỉu dốc thăm thẳm theo hút cồn mây sống người trời. Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi là chính là đi qua cái chỗ này, qua cái chỗ đúng rồi, 68 67 này lại tụt sang bên Hủa Phăn để đi sang bên Sầm Nưa Sầm Tớ đấy, Sầm Tớ xong đi sang người. Bình thường người dân có lên trên đây đi rừng để đi hay đi lấy những cái gì? Nó đi rừng nó như hay lấy cái phân lang với lại cái đủ linh tinh các thứ, chim nấm bấy chùa các thứ rồi. Ong có đấy, mà ong có. Ong gì trên rừng này chắc là nhiều. Nhiều. Nhưng mà tôi ở cái gốc cây, Kiểm lâm người ta có cấm không? Có chứ, không cho chặt, phá nó xong là nó không cưa đâu, nó không. Đúng rồi, mình phải chịu khó mình leo mình lấy chứ đấy. Mình lấy được cái tổ không, ong tuột. Mình... Cái tổ ong không ở trên cây đâu, tuột ở gốc cây to đấy. Cây nó mình ở gốc cây thì mình chà xẻ đi hỏng cái cây đây. Không, ong đó là ong mật thôi. Ong mật đấy. Chứ cái ong khoái là nó ở trên cây. Ở trên cây. Ở trên cây thì nó ong khoái thì mình lại không hạ cây đâu. Chiều lên rồi. Chiều lên đấy thôi. Chứ à, bạn không tham gia vào cái ban quản lý thôn à? Ở bản à? Có tham gia một ít. Xong là với dân bản là phải giữ rừng đấy, bởi vì là chính vì cái nguồn tiền mà tận 450 triệu trả cho bản này là từ cái nguồn nước của cái rừng này mà ra. Mà hết cây gỗ lớn, chặt cây gỗ lớn đi là nó không giữ được nước. Không giữ nước đâu. Mà chặt cây gỗ này nó rất là phí đã. Nói chung là như mình làm công tác quản lý lâm nghiệp ở bên Kiểm lâm, cho nên là chốt lại một câu là để mà nói mà phá rừng kinh nhất trong các tộc người ở 54 dân tộc anh em thì là cái thằng người Kinh phá kinh nhất, đấy. Xong đến thằng người Mông, phải nói là thằng Kinh phá kinh nhất, thằng người Mông thì nó chỉ có cái cưa cái rìu nó vào nó hạ được vài ngày mới đường cây. Đây, nhưng mà cái thằng người Kinh thì nó mở đường, nó làm máy, nó làm nó cũng mang cả tôi đi vào giống tôi cả cây về mà. Nói hôm xưa từ 2006 đấy, nó không bảo vệ quản lý rừng, xong là có ở cái khu đỉnh Pha Luông này sang bên kia này có cái cây pumu với cái cây ngầu ăn to đúng, gốc cây của nó rộng khoảng 5 mét, 5 mét ngọc ao nó đẹp 5 mét mà nó khoảng khoảng 5-60 mét cao. Cái đấy thì thằng người Mông không dám hạ rồi, không dám hạ, người Mông nó sợ, nó bảo là ma, ma nó không ra. Thằng Kinh này không sợ. Rồi thằng Kinh này nó thích quá. Xong rồi nó chặt, nó phải hạt 4-5 ngày mới đủ một cây. Xong rồi cắt thành khúc, xong rồi lấy tơi về tơi. Nó có phải tơi mấy đâu, đấy lấy chặt một cây gỗ to bằng cánh thế này nó đủ ra, nó lấy 4 cái quê nó trồng vào đây, xong nó xin qua cây đấy, xong nó tơi 4 người tơi, gọi là ôi rồi ơi, từ cái đời đấy thì bọn em làm bé, em bảo là chúng mày làm thế này, cây này mình trồng này, mấy thằng Kinh mới là Kinh. Mới thằng người Mông chính tỏ là nó phá, nhưng mà nó không có đủ máy móc, nó không có kiên nhẫn nó làm đâu. Đa số là cái rừng của mình, cái quý là bọn người Kinh lấy hết rồi. Sau này người Mông đi khai thác chỉ lấy cái cành này, cái ngọn của nó này, cái rễ này, cái gốc của nó thôi. đã xua cái thân cũ của nó. Là thằng người Mông á, hắn phá bằng dùng dao dùng rìu tự ăn chặt. Nhưng mà cái thằng người Kinh hắn phá rừng bằng chỉ một cái chữ ký thôi. Đây một cái chữ ký. Một cái chữ ký là hàng nghìn hecta rừng đổ xuống đấy, chục nghìn. Đúng rồi. Là bình thường. Bình thường. Thôi nói thì nói vui thế thôi. Thực ra thì là cái đấy thì là nhà nước mình là nói chung là sau chiến tranh đấy, thì là kinh tế đang còn nghèo nàn, vận dụng mọi cái nguồn lực của địa phương có, trong đấy thì có là than đá rồi là gỗ rừng xuất khẩu để lấy tiền để lúc mình nhà nước mình quá nghèo. Có nhiều cái nền sau chiến tranh nó quá nghèo, buộc phải bán tài nguyên. Đấy, nhưng mà bây giờ thì là dân mình phải nhìn tích cực hơn. Tích cực. Đừng nói thế thôi, còn là ít rừng phải giữ lại. Giữ lại đúng ra là phải giữ lại cái rừng. Nếu mà không có giữ cái rừng này không có nước đâu. Đến thế anh em mình tiếp tục lên đường nhá. Tiếp tục lên đường. Bỏ luôn đấy đấy. Còn may không cháu? Còn may không? Không. Leo phê không? Nhỏ thế mà leo giỏi nhờ. Phê chữ E kéo dài không chúng mày? Nhà thầy bé này mà leo lên tận đây được à? Quá lợi hại nhở. Ôi. Còn mây không? Còn mây không? Có, còn chú ạ. Đang có mây. Đây vẫn chưa phải là cái chỗ cái hòn đá chìa ra à? Còn xa không? Đi vào 100 mét nữa là tới. 100 mét á? 100 mét lại gần. Chú lên từ lúc mấy giờ chú? Chú lên 12 giờ. Mấy giờ? Ủa, cũng nhanh ấy. Chú phán đi. Phán gì cho chú xem tí nào. Em một xíu ơi. Đẹp nhờ, quay nào. Cây thần gỗ à? Đẹp quá là cây này mà mang vừa xuôi trồng cánh. Ui trời ơi quá đẹp, mênh mông quá. Trời ơi, Pha Luông đây rồi các bạn ơi. Đây vẫn chưa phải là đỉnh nhá, nhưng mà mình đang tranh thủ uống sợ tí nữa là lên đến cái đỉnh Pha Luông là không còn mây. Còn chắc chắn là còn. Đây. Xuống mây sang bên Lào sang bên mình đây này. Để zoom lên cho các bạn xem này. Đây bản Pha Luông đây các bạn ơi. Từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh. Nhìn cái hố này, kinh thế này. Đến đây thôi không biết lên. Trời ơi, đây một cái vết nứt đoạn tầng các bạn ạ. Sâu vô biên cương. Chưa biết là sâu bao nhiêu, một rãnh nứt. Ui ôi. Sâu lắm. Các bạn nhỉ? Rãnh như kiểu rãnh Radian dưới đáy biển đấy nhỉ. Không biết đến tận đâu luôn các bạn ạ. Không có hòn đá thử ném, không nhìn hết tầm mắt được. Một đoạn dạn nứt. Đó. Giờ đến đây thì thôi, đúng tập xác định. Không bao giờ có cơ hội quay về nữa. Ôi trời ơi, đỉnh Pha Luông. Pha Luông đâu rồi? Khá mệt rồi. Vẫn chưa thấy Pha Luông. Ồ. Wow, trên đây có một cây bãi bằng sao? Có lẽ đây gần như là đỉnh rồi hay sao các bạn ạ? Đây có thể nói là một tảng đá. Một tảng đá, chính xác là một tảng đá. Chúng mình đang đi trên một cái tảng đá các bạn ạ. Một cái tảng đá rộng, có lẽ đến vài chục hecta. Kinh thật. Đây không phải là núi đá nhá. Chính xác là một tảng đá luôn các bạn ạ. Nó liền lạc liền mạch từ đầu đến đuôi luôn. hay thật. Lần đầu tiên tôi thấy kiểu địa hình như này. Nguyên một tảng đá. Kia có những cái cây gì mà lá nó đỏ giống như kiểu ở bên châu Âu các bạn ạ. Mây đang vượt, va phải cái đỉnh rông này, đang vượt lên trời. Đấy. Rất mát, trời ơi, sương xa xuống đỉnh luôn này. Quyện vào người, một cảm giác rất là mát quá. Chờ với các bạn ơi. Wow. Trời ơi, đã đến chưa các bạn ơi? Đây á. Wow. Đây là đỉnh nóc nhà của Mộc Châu đây rồi các bạn ơi. Tuyệt vời quá. Trời ơi. Không thể tin được. Tôi cũng chỉ nhìn ở trên TV, trên YouTube, không ngờ là ở trên này nó thoáng như thế, bởi những cái góc quay của máy ảnh thì nó hạn chế. Quá tuyệt vời. Hòn đá mà nãy giờ tôi review cho các bạn, hòn đá này nó rơi vào cỡ khoảng tôi đoán cỡ khoảng chục hecta, không đến đâu ạ. Đâu đấy khoảng 5 đến 7 hecta. Một hòn đá liền mạch, và hòn đá này vươn ra ngoài không thể thấy một cái gì các bạn ạ. Trắng xóa hết rồi. Vươn ra ngoài xương. Đây là cái mỏm cuối cùng của nó. Đây là cái vị trí mà rất nhiều người chụp và review ở những cái hòn đá này. Chúng tôi cũng sẽ review ở những cái hòn đá này. Wow! Tuyệt vời! Đỉnh Pha Luông đây rồi! Đỉnh nhà Mộc Châu đây rồi! Nóc nhà của Mộc Châu đây các bạn ơi! Mát quá! Tuyệt vời quá các bạn ơi! Thật không thể tin vào mắt tôi được! Quá tuyệt vời! Quá là hoành tráng, khác hoàn toàn với những cái video mà chúng mình đã được xem ở trên YouTube. Ôi trời ơi, đây chính là những cảnh trong bộ phim cổ trang của Trung Quốc mà. Đây là cảnh của những cao nguyên Tây Tạng đây mà. Ôi, mà không phải. Đây chính là cảnh ở trên những cái đỉnh Himalaya của Ấn Độ. Ồ, mà cũng không phải. Đây chính là chốn Bồng Lai tiên cảnh. Đúng là Bồng Lai tiên cảnh đây rồi. Ôi trời ơi, bên kia nữa các bạn nhìn kìa, sương. Sương đang bay lên, va vào núi và bay lên thành từng nhóm một. Ôi trời ơi, mệt quá. Bên kia, bên Hủa Phăn kia, dưới cái thung kia kìa, chính là một cái nhà tù nhốt xương các bạn ơi. Một cái nhà tù khổng lồ, một nhà tù nhốt xương. Thiên đường của xương ở đây. Đây chính là chốn Bồng Lai tiên cảnh các bạn ơi. Ôi trời ơi. Mà thực ra đây chính là Pha Luông. Có tin được không? Đây chính là đỉnh Pha Luông của Việt Nam. Thật quá tuyệt vời, hãy chọc đuôi mắt tôi đi, không thể tin vào đôi mắt của mình được. Nó quá đẹp, quá hoành tráng, quá đẹp luôn các bạn ạ. Xung quanh một không gian quá là rộng mở. Một cảnh đúng là Bồng Lai tiên cảnh, đúng là một cảnh núi non hùng vĩ. Núi non của đất Việt mình thật là quá hùng vĩ, ngoài sức tưởng tượng. Chẳng khác nào trên những cao nguyên Tây Tạng và trên đỉnh dãy Himalaya các bạn ạ. Thật là sảng khoái. Thật là xứng đáng sau bao nhiêu ngày mệt mỏi. Thật là xứng đáng khi bao nhiêu ngày hy vọng đã được tới đây. Quá tuyệt vời. Đây sương đang vượt từ cái sườn đông vượt sang bên phía tây, vượt sang Lào. Đây tôi thấy sương đang từ bên Việt Nam bay sang, vượt cái đỉnh Pha Luông này sang bên Lào. Bên này thì là cái chỗ có lẽ là nhà tù của sương. Bên Lào là chỗ nhà tù của sương các bạn nhé, nhà tù nhốt sương. Tôi thấy rất nhiều sương và không thể nhìn thấy được cái gì hết. Được rồi, tôi sẽ đi ra cái chân đang còn hơi run, nhưng mà sẽ cố gắng đi ra cái đã rất là phiêu kìa để review cho các bạn. Trời ơi, quá hoành tráng. Mây bên kia có thể nhìn thấy nước bạn Lào kia rồi. Đây rồi, đây là cái hòn đá mà mọi người vẫn hay review này. Tôi thử bước ra đây xem như thế nào nhá. giống như cái đầu rùa ấy. Tảng đá khổng lồ này có một cái đầu thò về phía Lào, giống như một cái đầu rùa. Ở đây thì cũng có rất nhiều người khắc tên lên hòn đá này. Gió thổi to quá, sợ quá các bạn ạ. Ghê quá. Thực sự là quá phiêu bên dưới này. Ghê quá. Bên này là phía của Thanh Hóa, bên này là phía Đông Nam là phía Thanh Hóa, bên này là phía Tây là phía của Lào, và bên này là của Sơn La. Trời ơi đẹp quá các bạn ơi. Những cái gành đá này, cái núi đá các tầng chia ra ngoài, trông rất là phiêu. Wow, đẹp quá, quá là tuyệt vời. Đứng ở chỗ này thấy gió không thôi đã thấy sợ rồi, người có bản lĩnh thì mới dám đứng ở hòn đá này đấy các bạn nhá. Đây, quá là phiêu, nguy hiểm quá. Bên dưới này thì cực kỳ sâu, không biết bao nhiêu, gần như là vách đá dựng đứng các bạn ạ. Trời ơi, quá là hoành tráng. Ở đây là một cái hòn đá này, rơi xuống đây thì đúng là tan xương nát thịt các bạn ạ. Vách đá quá là treo leo. Đây. Sợ quá. Tuyệt vời. Xin chào tất cả các bạn. Vậy là sau 2 ngày hành trình vất vả, cuối cùng mình cũng đã dẫn các bạn đến được đỉnh Pha Luông. Giới thiệu các bạn đây là đỉnh Pha Luông. Đây là cái tảng đá mà chìa ra, một phần chìa ra của cả một cái hòn đá rất là rộng, rộng cỡ khoảng vài hectare. Đây là phần chìa ra mà mọi người vẫn thường review ở trên YouTube và TikTok. Ngay ở trên tôi đứng đây là giáp ranh của 3 tỉnh. Ở phía Đông Nam này là của tỉnh Thanh Hóa, bên phía Tây kia là tỉnh Hủa Phăn của Lào, và bên phía Đông Bắc này là tỉnh Sơn La. Vậy là trong cái tập 3 này mình cũng đã dẫn được các bạn đến review trực tiếp tận mục sở thị cho các bạn được những anh em ở xa chưa từng có điều kiện để chinh phục đỉnh Pha Luông, nóc nhà của Mộc Châu, thì hôm nay đã được mình review từ trên cao và trực tiếp các bạn tận mục sở thị những cái cảnh quan cực kỳ đẹp của huyện Mộc Châu. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video này. Anh em nào mà yêu mến kênh Sản vật vùng cao nhớ bấm vào cái biểu tượng quả chuông và cái nút đăng ký ở góc dưới bên phải của màn hình màu đỏ để nhận được những cái thông báo của những cái video tiếp theo khi mình lên sóng. Anh em hãy chờ đón ở tập tiếp theo, tập 4. Ở tập 4 này thì mình sẽ review cho các bạn ở trong câu thơ "Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm Mường Hịch cọp chiêu người." Đấy là địa danh Mường Hịch. Vậy thì là cái Mường Hịch là ở đâu? Địa danh Mường Hịch ở đâu ở trong miền Bắc? Và trong câu "Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp sôi", trong tập 4 này mình sẽ review cho các bạn 2 địa danh. Đấy là thị trấn Mai Châu và Mường Hịch. Đi tìm cái địa danh Mường Hịch. Anh em hãy chờ đợi và theo dõi nhá. Chào tạm biệt. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết cái video này của mình. Để ủng hộ kênh có thêm kinh phí ra nhiều những cái video hay ho hơn nữa, thì bà con cô bác anh chị em nào có nhu cầu mua nấm lim xanh, chè hoa vàng, hà thủ ô, đông trùng hạ thảo, da phúc sen, thơm nhân đá, các loại sâm rừng, sâm ngọc linh, dược liệu quý và đồ ngâm rượu, thì liên hệ theo số điện thoại 0943 049368 hoặc 0373674161 để mua được những sản phẩm tốt nhất trên kênh Sản vật vùng cao. Sản vật vùng cao, chất lượng hay lời nói.